Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin bóng đá ngày hôm nay trên kênh Mùa Bóng Đá. Những thông tin thể thao mới nhất luôn được chúng tôi cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất. Và sau đây là nội dung chi tiết. Trực tiếp nữ Việt Nam với Nhật Bản, huấn luyện viên Trung Tào Điểu Trấn đánh bại nhà vô địch World Cup. Không chỉ giành vé vào vòng trong, mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu với Nhật Bản có thể tạo nên một cột mốc mới khi lần đầu tiên đánh bại đội tuyển nữ từng vô địch World Cup. Đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng của bảng D một bóng đá nữ ASEAN 19. Cuộc đối đầu lần này mang tính chất quyết định cho suất đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Đội tuyển nữ Việt Nam đến ASEAN mà không có những trụ cột là Huỳnh Như, Trương Thị Kiều. Đó là khó khăn cho đội tuyển nhưng cũng là cơ hội để ông Mai Đức Chung tìm kiếm thêm những gương mặt mới, giải pháp mới thay thế lâu dài cho những ngôi sao lớn tuổi. Nhật Bản có nền bóng đá nữ mạnh hàng đầu thế giới, hiện đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng FIFA và là số 1 châu Á. Đội bóng nữ của xứ sở Hoa Anh Đào từng vô địch World Cup 2011, còn tại World Cup 2023, Úc và New Zealand đã vừa hạ màn, đội tuyển Nhật Bản đã gây ấn tượng mạnh với những người hâm mộ toàn cầu. Họ sau đó đã tạo ra cú sốc lớn khi mà đánh bại Tây Ban Nha ở vòng bảng với tỷ số 4-0, Na Uy 3-1 ở vòng 16 và chỉ chịu dựng bước trước Thụy Điển. Quá mạnh tại tứ kết, Nhật Bản là một nền bóng đá nữ mạnh hàng đầu thế giới, hiện đang được thứ 8 trên bảng xếp hạng FIFA và số 1 châu Á. Đội bóng nữ của xứ sở Hoa Anh Đào đã từng vô địch World Cup 2011, còn tại World Cup 2023 ở Úc và New Zealand vừa hạ màn, đội tuyển Nhật Bản cũng đã gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ. Đội bóng của vị huấn luyện viên Kano Michihisa cũng đã thị uy sức mạnh với hai chiến thắng đậm ở bảng D, lần lượt trước Nepal và Bangladesh với tỷ số 8-0. Đội tuyển nữ của xứ sở Hoa Anh Đào cho thấy sự đồng đều trong lực lượng, không phụ thuộc vào cá nhân hay là chiều sâu đội hình. Đội tuyển nữ Nhật Bản có một lối chơi linh hoạt khi mà thắng 16 bàn của họ được ghi bởi 9 cầu thủ khác nhau. Đội tuyển Nhật Bản mang tới đại hội lần này một lực lượng không phải tốt nhất. Dù vậy, với đẳng cấp của đội bóng số 1 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA thì họ vẫn được đánh giá cao hơn đội tuyển Việt Nam. Qua hai trận đầu tiên, hiệu số thắng bại của họ cao gấp đôi so với Việt Nam. Để chắc chắn giành quyền đi tiếp thì thầy trò ông Mai Đức Chung cần phải có điểm hoặc là thua Nhật Bản với cách biệt không quá 2 bàn. Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu với đối thủ mạnh thì đó là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Với trình độ hiện nay, Phạm Hải Yến và đồng đội khó có điểm trước Nhật Bản. Mục tiêu phù hợp đó chính là hạn chế số bàn thua. Những trải nghiệm ở World Cup và chơi phòng ngự chắc chắn trước những đối thủ vượt tầm, các cầu thủ Việt Nam sẽ biết cách ứng phó. Nếu thua nhiều hơn 2 bàn, ông Mai Đức Chung và các học trò phải trông chờ vào kết quả của trận đấu còn lại. Nhìn chung, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn phải ưu tiên đến chỉ số phụ. Rõ ràng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải tự quyết số phận của mình trong cuộc đối đầu với Nhật Bản. Mục tiêu có một điểm trước đại nương của bóng đá châu Á không hề dễ dàng một chút nào. Đội tuyển nữ Nhật Bản không mang tới ASEAN 2023 một đội hình mạnh nhất. Dù vậy, những người còn lại của họ giúp họ trở thành một ứng cử viên nặng ký cho tấm huy chương vàng. Đội tuyển Việt Nam cũng đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ mạnh mẽ khi mà tập hợp nhiều gương mặt sinh sau năm 2000. Bên cạnh đó, nhiều trụ cột cũng không thể tham dự Á vận hội này, đặc biệt là sự vắng mặt của Huỳnh Như, chân sút đẳng cấp và có thể tạo ra sự khác biệt. Đội tuyển nữ Việt Nam dù đã thắng cả hai trận nhưng vẫn chưa chắc chắn đi tiếp. Trận gặp đội tuyển nữ Nhật Bản chiều nay có ý nghĩa quyết định cho tấm vé góp mặt ở tứ kết của thầy trò ông Chung. Chỉ cần có một điểm, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đi tiếp mà không cần quan tâm tới kết quả của bảng khác. Trong trường hợp xấu, các cô gái chúng ta cần phải hạn chế bàn thua để sát hiệu số với các đội nhì. Trước đối thủ mạnh như Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam khả năng sẽ chơi ra sân với đội hình 5-4-1, sơ đồ ưu tiên phòng ngự. Theo huấn luyện viên Mai Đức Chung, ông đã hoàn tất việc thử nghiệm về mặt nhân sự, chiến thuật sau hai trận và sẽ sử dụng cầu thủ tốt nhất đang có trong tay để đối đầu với Nhật Bản. Thủ môn Kim Thanh với phản xạ ấn tượng chắc chắn sẽ trở lại khung thành. Bộ ba trung vệ nhiều khả năng là Trần Thị Thu, Diễm My và Thu Thường. Ở khu vực trung tuyến có thể sẽ là do Thái Thị Thảo, Dương Thị Phân cầm trịch, còn Hải Yến thì là đá cao nhất. Ở hành lang phải, hậu vệ Thu Thảo và tiền vệ Bích Thùy là hai sự lựa chọn tất. Ở bên cánh trái và hậu vệ Trần Thị Xuyên, tiền vệ Thanh Nhã sẽ khá đá là tốt trong trận gặp Bangladesh. Sau đó, Trần Thị Xuyên sẽ được trao cơ hội thay thế cho hậu vệ trái là Hoàng Thị Loan. Trong sơ đồ này, đội tuyển nữ Việt Nam kỳ vọng sẽ tạo ra được sự khác biệt với các pha đi bóng tốc độ của Thanh Nhã. Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam không phải là đối thủ của Nhật Bản, thậm chí các cô gái chúng ta đều để thua với tỷ số cách biệt. Dự báo thầy trò ông Mai Đức Chung sẽ có một trận đấu khó khăn khi mà tái ngộ với đối thủ tại ASEAN. Thế nhưng nếu cứ chơi với một tinh thần và đấu pháp như ở các cuộc gặp đội tuyển Mỹ hay là Hà Lan tại World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam có quyền nghĩ đến một kết quả tốt đẹp. Đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại World Cup 2023 ở 3 trận thua, 0 bàn thắng, 11 bàn thua. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam. Thế nên cách dùng bàn chúng ta rời khỏi World Cup cũng được xem là điều bình thường.
Thông tin Thùy Trang được đội bóng của Lanh FC mời sang thi đấu là một điểm sáng. Dù tiền vệ của đội tuyển Việt Nam chưa ra quyết định cuối cùng, nhưng đó cũng sẽ là kết quả mà chúng ta thu được sau sân chơi thế giới. Ngoài ra, những cầu thủ Việt Nam cũng đã để lại dấu ấn trong giải đấu này, đó chính là Kim Thanh với những pha cản phá và tinh thần thi đấu quả cảm. Đó là Dương Thị Vân, một cầu thủ nhỏ nhưng mà có chiều cao thấp nhất. Tuy nhiên, lại sở hữu một vị trí quan trọng. Cô không ngại khi đối đầu với các cầu thủ cao to vượt trội thể hình. Đó là Thanh Nhã, một cái tên cho thấy sự trưởng thành, một người kế thừa đàn chị. Một điểm đáng chú ý là trong hành trình tại World Cup 2023, đội tuyển Việt Nam có thể sẽ đồng hành và ủng hộ tại New Zealand như quê nhà. Sự kiện Việt Nam giành vé World Cup đã tạo nên cơn sốt mạnh mẽ, sự tự hào và đủ ca ngợi cũng đã viết lên cho các cô gái và sau đó đội tuyển Việt Nam giành thêm 2 chức vô địch ở SEA Games. Nhưng tất cả giai đoạn hoàng kim, những thành tích của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được ví như là những cơn sóng đến nhanh và qua nhanh. Thầy trò ông Mai Đức Chung dường như chỉ nhận được sự quan tâm thành tích và ngay sau đó đọng lại điều gì thì mới đáng chú ý. Bóng đá nữ cần phải được đầu tư nhiều hơn, đây mới là giá trị bền vững để tạo ra một tấm vé World Cup. Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục được tung hô sau khi có bàn thắng trước Đức, hay như là trận mưa lời khen đã xuất hiện sau Mỹ, nhưng rồi mọi thứ cũng dần đi vào lãng quên. Những cơn sóng đã qua và đội tuyển nữ Việt Nam lại quay trở lại thực tế. Ông Trung nhấn mạnh, chúng tôi đã chuẩn bị trong một năm qua với World Cup, kể từ khi giành quyền tham dự, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tạo điều kiện cho các đội được thi đấu sở hữu, nhưng bây giờ cần phải làm việc nhiều hơn nữa để rút ngắn khoảng cách về trình độ. Tôi xin cảm ơn người hâm mộ đã đến nước ngoài để cổ vũ cho chúng tôi. Dương Thị Văn cho biết, đội bạn có trình độ vượt trội nhưng đội tuyển nữ Việt Nam của chúng tôi cũng đã rút ra được bài học và làm tốt hơn. Được tham gia World Cup là niềm vinh dự tự hào của tôi. Chuyên môn khó có thể so sánh với các đội bóng mạnh, nhưng sự quyết tâm và tinh thần của toàn đội được đặt lên hàng đầu và tôi học hỏi được nhiều về lối đá, cách dạy và cách chạy tại chỗ. World Cup 2023 khép lại với đội tuyển nước Việt Nam và giờ là lúc thầy trò ông Mai Đức Chung bắt đầu hành trình tại ASEAN và cụ thể hơn là vòng loại. Các cô gái sẽ chứng minh sự sức mạnh của mình trước cô gái Nhật Bản hay các đối thủ hàng đầu khác.